Báo cáo quý vị này đang sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020 vừa với hết lệnh giãn cách ngày hôm được ngày sang ngày thứ hai. Hôm nay đồ gỗ Đức Hiền rất vui mừng được đón khách hàng đến ký sản phẩm. Bác ở huyện Gia Lâm, xã Yên Thường, thôn gì bác nhỉ? Thôn Trùng Quán. Trùng Quán chứ không phải là Trùng Khánh nhé. Trùng Khánh là một huyện của Cao Bằng. Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Là chính là cái đường rẽ đi qua dốc Lã, rẽ vào làng vải Ninh Hiệp. Rồi, đấy bác ghi chữ Gia Lâm thế được rồi. Đôi này là đôi Lục Bình cao 1m8. Chính xác là 1m77, đục Tùng Cúc Trúc Mai. Và cái sản phẩm này là làm rỗng cho nên là ở đây bảo hành là không bao giờ bị vỡ. Dù bao nhiêu năm mà bị vỡ ở đây đều đồng ý cho bác đổi lại nha. Nhưng không vỡ được. Vỡ thì có cái chuyện gì nữa. Cái nuôi nhà ấy, cái gì cái nốt. Vâng. Cái